Hello, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh đất xào nhé cả nhà. Thì trước tiên em sẽ xin phép giới thiệu về con đường cho cả nhà mình tham khảo trước ha. Và tí nữa em sẽ quay chi tiết cái mảnh vườn cho cả nhà mình tham khảo sau ha. Dạ đây, theo hướng tay của em chỉ là con đường này là đường bê tông nhé cả nhà. Và chạy ra mặt tiền đường nhựa thì còn có mấy chục mét nữa thôi. Và từ cái mặt tiền đường nhựa đó chạy ra đường DT759B á, hay còn gọi là trung tâm của huyện Bù Đốp mình nhé, là 6 km nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ nói sơ lược về con đường trước, tí là em sẽ giới thiệu về cái mảnh đất xào sau ha. Dạ đây, từ cái con đường nó dẫn vào cái miếng đất xào em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé. Ở đây là sẽ có nhà Thái này đó, từ cái nhà Thái này chạy thẳng theo con đường này vào ha cả nhà mình ha. Và cái miếng đất xào em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé là gồm một căn nhà và trên đất có tiêu ha. Và tổng diện tích của cái mảnh vườn đó tí nữa em sẽ cầm sổ em nói rõ ràng cho cả nhà mình tham khảo sau. Còn bây giờ em sẽ xin phép đăng cái con đường này là con đường bê tông 3 mét nhà nước làm nhé cả nhà. Có đường điện ở trên đầu mình vào này, và đất này là đất đỏ nhé cả nhà mình. Đây này, đất đỏ, đất sỏi cơm ha. Và đất ở đây thì cực kỳ đẹp luôn. Cái em đang đứng ở đây á, thì đất nó sẽ thấp hơn mặt đường, nhưng mà tí nữa vào trong cái ngôi nhà mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình á, thì cái đất rất chỉ là bằng phẳng và vuông vức luôn. Bây giờ em sẽ xin phép giới thiệu về cái miếng đất mà kèm nhà, kèm tiêu, có cả trồng sầu riêng cho cả nhà mình tham khảo luôn nha. Ở đó là điện nước đầy đủ luôn cả nhà. Tại đây cả nhà mình này, miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại là ấp 10, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ha. Tổng diện tích của cái mảnh vườn đó là 4.587,4 m² ha cả nhà. Đất đã được trồng cây lâu năm này cả nhà mình đó. Và đất này là sổ này được làm là 31 tháng 12 năm 2009 ha. Và bây giờ em sẽ quay hình sổ cho cả nhà mình xem ha. Đây cả nhà, đây là cái hình sổ nhé. Đó sẽ có một cái đường đất ngày xưa là làm, lúc đó đường là đang là đường đất ạ. Bây giờ đã có đường bê tông rồi, thì là cái đường đất ngày đó là có 25,14 m nha cả nhà. Đó, có hiển thị. Và cái hình sổ của mình đây này được 4.587,4 m² ha. Đó, bây giờ em sẽ đi thẳng vào trong cái miếng đất em giới thiệu cho cả nhà mình ha. Đây là con đường mà đi vào cái miếng đất của em giới thiệu với ngôi cho cả nhà mình nhé. Đây cả nhà mình này, đây là hàng xóm xung quanh này. Nói chung nhà ở đây á thì là nhà ở san sát với nhau thôi, nhưng mà do diện tích đất của ai cũng ít nhất là 2-3 xào, hay còn gọi là 2-3 công á, thì nên nhà cách nhà ở là sẽ cách nhau cỡ 20-30 m nhé cả nhà mình. Và miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé, từ thành phố mà chạy lên á là từ 170 đến 190 ha cả nhà mình, tùy theo khu vực của mình đi. Còn từ thành phố chạy lên á, từ Bình Dương chạy lên là 120 cây ha. Từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh chạy theo quốc lộ 13 là tới đường DT759B là em muốn giới thiệu với cả nhà mình miếng đất nữa, ở tại ấp 10 Thiện Hưng, Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước ha. Nói chung là do em không uống được nước đá mà em lại còn uống, đâm ra cái giọng em bây giờ nó nghe nó hơi mắc cười. Như có anh khách nói là nghe mệt, em cũng biết mà, cả nhà chịu khó gắng nghe em nói ha. Đây ha cả nhà, em đã tới cái miếng đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé. Đây ha, có cái đường là em vừa mới giới thiệu với cả nhà mình là em đi xuống này. Còn em tới cái ranh giới đầu tiên là từ đây, và cả nhà mình thấy cái ranh giới cổ rỗng từ đây chạy thẳng ra phía đó là chiều đó là được 58 m nha cả nhà. Và cái hướng của miếng đất của mình là hướng bắc ha. Và từ đây chạy xuống là được 58 m. Còn tiêu ở trên đất là được 700 nọc nha cả nhà. Còn mặt tiền đường bê tông này là được 25 m, cũng như cái sổ là em giới thiệu cho cả nhà mình nhé. Còn ranh giới bên đây luôn nhé cả nhà, ranh giới anh chủ nó là tới cái cột gỗ đó cả nhà, chạy thẳng xuống, có nghĩa là cái đường này là đường của mình luôn ha. Đó, và tiêu này là nằm trên đất của mình nè. Đây, ở trên đất là anh có trồng sầu riêng, em sẽ quay sầu riêng cho cả nhà mình tham khảo nha. Đây cả nhà thấy cây sầu riêng không ạ? Em phải phóng lại gần một xíu cả nhà mới thấy được. Sầu riêng anh mới trồng năm đầu thôi, nên là anh mới trồng ha. Anh chủ bảo dự tính mà không bán được á thì anh sẽ phá đi, anh trồng cao su và trồng kèm sầu riêng vào. Nên là hình thức là chưa chuyển đổi, nên anh đang trên con đường là anh đang tính là anh làm thôi ha. Mà tiêu cũng đang còn đẹp lắm mà không biết sao anh phá nữa. Đó, thì bây giờ em sẽ quay cho cả nhà mình tham khảo. Còn con đường này là cái ranh giới này là anh chủ bảo 2 m đi thẳng xuống cái nhà ở dưới ha. Còn đất của mình là có ranh giới hết rồi. Đây này cả nhà mình.
Đây nha cả nhà. Theo cái đây là cái hàng tràm đúng không cả nhà? Đây là cái hàng tràm ha cả nhà mình ha. Hàng tràm cũng có ranh giới hết này cả nhà. Chạy thẳng xuống phía dưới sâu lắm. Là tí nữa em sẽ đi xuống phía dưới cho cả nhà mình tham khảo cái phần đuôi đất ha. Còn bây giờ là cái con đường này, là đường này là anh tự làm nhé. Đường mà chính thức hiển thị trên sổ là chỉ có 25m. Như ban đầu em nói với cả nhà mình ấy, là hiển thị trên sổ chỉ có 25m thôi. Còn cái con đường này được là 58m. Anh tự làm để dẫn vào trong nhà mình đi cho nó sạch sẽ ha. Hai bên là anh có trồng tràm hết rồi. Đó. Đây là con đường nha cả nhà mình. Còn đây là vườn tiêu này, cực kỳ đẹp luôn. Tí nữa em sẽ đi xuống dưới vườn, em chỉ ranh giới cho cả nhà mình tham khảo ha. Bây giờ em sẽ vào căn nhà em quay căn nhà cho cả nhà mình xem. Căn nhà này hướng bắc nha cả nhà mình. Đây ha. Ở em sẽ quay đằng trước nhà cho anh chị em cô bác mình tham khảo trước ha. Xung quanh là anh có trồng cây xanh hết nè. Và trên đất anh cũng đã có trồng mai luôn cả nhà mình nhé. Đó, mai và cây. Trước nhà anh là có một cây nhãn và một cây xanh. Còn dọc cái hàng đường đi vào nhà là anh đã có trồng cây này, gọi là cây em cứ quên nó, cây bạch đàn. Đúng rồi. Đó. Đây ha cả nhà mình ha. Bây giờ là đang đứng trước cái ngôi nhà. Em chào anh, cho em quay xíu nha. Đó, đây là căn nhà ha. Căn nhà tí em đi vào cho căn nhà em quay cho cả nhà mình tham khảo trước ha. Còn bây giờ là ranh giới đất của mình đến đây này cả nhà mình. Đó, từ cái lúc mà em đứng ở bên đầu đường á, là tới chỗ này là 58m nha cả nhà. Thì ở đây ranh giới thế này là chạy thẳng xuống phía dưới luôn này cả nhà mình. Tí này em sẽ đi vòng đường này cho cả nhà mình xem. Còn bây giờ em sẽ đi vào trong ngôi nhà em quay ha. Anh cho em quay sơ lược trong nhà xíu nha. À dạ, có wifi có gì nữa anh? Có wifi đúng không ạ? Dạ. Đó, cũng như anh chủ giới thiệu là anh đã kéo wifi vào tới trong nhà mình rồi nha cả nhà. Nhưng mà em xin phép là anh chị chỉ để lại xác nhà thôi ha. Còn cái gỗ như anh để trên nhà này á, là anh xác định anh phòng để anh xây nhà á, thì anh sẽ mang đi ha. Chứ không, anh không có để lại đâu nha. Thì em cũng phải nói rõ như vậy cho cả nhà mình tham khảo. Nhà anh chị ở rất sạch sẽ luôn. Đó. Dạ, em chào chị. Đó, đây. Đây là phía sau của ngôi nhà mình nha. Nhà tắm, nhà vệ sinh là đầy đủ hết ha. Bây giờ em sẽ đi ra trước, quay đằng sau cho cả nhà mình tham khảo nha. Đây là cả nhà. Em vừa đi từ trong nhà ra đó, thì em sẽ quay cái ranh giới này cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây là cái ranh giới của cái ngôi nhà mình nè. Đó. Ở đây là ranh giới nha cả nhà, giáp với vườn cao su ha. Còn đây là ranh giới của nhà anh chị mình. Ở đằng sau là anh chị có làm, nói chung là có làm cẩn thận hết rồi nè. Ở đây là chuồng dê này anh dỡ đi luôn nhá cả nhà mình. Thì cái gì anh để và anh mang đi thì em cũng nói rõ cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây ha cả nhà mình ha. Đây là từ cái chuồng dê nhá. Từ chuồng dê rồi quay ra vườn. Trên đất của anh đã có trồng cả dừa luôn này. Có chôm chôm luôn ha. Và bây giờ con đường này em sẽ đi ra cái vườn tiêu mà em giới thiệu với cả nhà mình, là có 700 nọc á, cho cả nhà mình tham khảo ha. Cái này là lý tưởng cho ai về mà mình làm vườn này, có vườn ao chuồng mình chăm sóc ở luôn ha. Sạch sẽ. Đây, anh đã có trồng sen cao su vào này cả nhà mình. Chắc là anh định phá tiêu rồi. Anh phá thiệt. Mà sao tiêu đẹp thế này anh phá để uống vậy trời. Đó, bây giờ em sẽ đi vào trong vườn cho cả nhà mình tham khảo ha. Em sẽ đi xuống cái phía dưới đuôi trước nha. Sau em sẽ đi tới cái hông bên kia cho cả nhà mình tham khảo ha. Ôi, vườn tiêu đẹp ghê luôn á. Sao anh lại phá trời. Chắc là anh có cách làm riêng của anh ha. Em xin nhắc lại cái hướng nhà của mình là hướng bắc nha cả nhà. Cũng như ban đầu em giới thiệu á, cái miếng đất của mình á là miếng đất rào ha cả nhà mình ha. Đây em đã đi tới cái gọi là cái đuôi của miếng đất của mình này cả nhà. Cái đuôi ở đây thì có ranh giới hết rồi, là được anh đã rào đã đành rồi ha. Mà anh còn múc bằng một đường mương múc nhỏ luôn. Đó, và cái đây
Đây là tổng diện tích mà cái miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình á là 4.587,4 m² ha. Đó là đất em đã đi tới cái phần đuôi vườn của mình nha. Em đi thế này mà có mấy chú cún cắn vào nên là cả nhà nghe tiếng nó ồn, cả nhà chịu khó giúp em nha. Bây giờ em sẽ đi sang giáp cái ranh giới phía bên. Đó, cả nhà mình nhìn cái vườn đẹp không ạ? Đó. Mà anh cũng đã có trồng, nói chung anh đã có trồng sen cao su vào rồi. Tiêu này thì anh đạt được 700 nọc nhé cả nhà mình. Chắc không bao giờ em dám uống nước đá nữa. Em uống vô em nói à, mọi người nghe mệt luôn á. Đây ha cả nhà mình ha. Đó, vừa ra với cái hàng hàng tràm kế bên đó cả nhà là ranh giới đất của mình ha. Em sẽ đi sang bên em quay cái ranh giới luôn. Em đi em sợ mấy chú cún thấy em lạ cắn quá em nói, sợ cả nhà mình không nghe được á. Ở dưới đây vẫn đang còn hộ gia đình ở nha cả nhà mình. Đó. Đây ha, em có đi sang cái ranh giới là giáp giáp bên cũng như các con đường. Đây cả nhà mình, cái đường ở phía trên á là cái con đường mà em, cái đường bê tông lúc nãy em đi xuống đó. Đó, đây cả nhà mình này. Em đứng em phóng lên cho cả nhà mình xem ha. Đó là cái con đường đầu tiên mà em đứng em giới thiệu cho cả nhà mình nhé. Còn đây là cái con đường mà ranh giới ra xuống cái nhà ở dưới nha. Còn là cái ranh giới như ban đầu em giới thiệu ở đây đó, là ranh giới của cái vườn của anh nha. Đó, ranh giới rất rõ ràng luôn. Và cái nhà ở dưới đó thì là nhà anh trai của anh ấy, nên là mọi người không có sợ là đất tranh chấp hay đất quy hoạch gì ha. Dạ thì em cũng đi sơ lược và cho cả nhà mình tham khảo rồi. Anh chị em cô bác gần xa ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Mọi thông tin chi tiết cả nhà cứ kết bạn để em có thể là trao đổi về giá cả và sổ sách nha. Em xin phép nãy giờ em quên không nói về cái giá của miếng đất này. Dạ, miếng đất của mình á nằm ở thôn 10, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước, cách đường DT 759B là 6 km nha cả nhà. Và có một căn nhà gỗ hướng bắc nha cả nhà. Và giá bán là 530 triệu thương lượng nhẹ thôi ha cả nhà. Chủ bao sổ cho mình luôn nha. Dạ, cái này là cái sơ sót của em thì đáng lẽ em phải nói từ ban đầu cho anh chị em cô bác được giải đáp cái vấn đề này. Mà bây giờ em mới nói là có gì cả nhà mình thông cảm ha. Em cũng cảm ơn quý anh chị cô bác đã theo dõi video của em trong thời gian qua. Em cũng mong cả gia đình đóng góp và ủng hộ em nhiều hơn để em phát triển kênh và có động lực em làm được nhiều video chất lượng đảm bảo gửi tới cả nhà mình nha. Dạ, em xin đảm bảo là đất mà em quay á, là không nằm trong quy hoạch và cũng không có vi phạm gì ha. Cảm ơn cả gia đình đã theo dõi video của em trong thời gian qua. Dạ, em xin phép tạm dừng video tại đây.